cho nó kìa. Cái này quan trọng hơn. Ủa Thắm, nói đi, nói đi, nói đi. Nói gì? Nói cái đó đó. Ừ, nói đi Thắm. Không biết chú Ben có ở bên nhà không ha? Để chuyện với ba xin lỗi. Có cái gì vậy? Chú Ben đang ở nhà để soạn đồ. Rồi để kịp chiều nên lên Sài Gòn ra sân bay. Nghe nói là ngày mốt Thắm mới đi luôn mà. Tại ở bên đó có chút chuyện, cho nên là em với chú Ben phải về gấp. Gấp quá luôn. Nói cái gì vậy? Giờ muốn giữ người ta lại không? Nhưng mà sao giữ được? Thì anh nói sao cho ở lại chứ. Cho anh còn cơ hội đi hai. Em thấy anh còn cũng dễ thương chứ bộ. Được thì... Mình đi ăn kem đi. Mình đi ăn kem luôn đi Thắm. Gió mát quá. Không biết là Thắm có em để quên nón lá. Em để quên cái lá. Không biết là Thắm còn giận chuyện hôm trước không mẹ? Em xin lỗi. Anh sẽ Sao sẽ cái gì nói liền đi. Nói đại đi, sẽ cái gì hoài vậy? Anh tính nói là anh sẽ về trước nghe Thắm. Anh đi nghe. Ủa? Vậy là sao? Đi đường cẩn thận nghe con nghe. Giữ gìn sức khỏe nha con nghe. Dạ. Đây, quên. Cầm chai dầu. Chi vậy má? Lên trên máy bay đó mà nó chóng mặt, nhức đầu, khó chịu quá. Con sức kìa cho nó đừng có say xe. Đâu ra mà say xe. Xe là xe, máy bay là xe, máy bay chứ đâu xe. Không có sao đâu tía. Con đi vô đó, tới nơi là con gọi điện về cho tía má yên tâm nha con. Dạ.
đi nha. Hai. Sao chú không để người thân đưa chú ra sân bay? Mà không ra đó, cha chú lại thấy người ta đón con về ăn Tết, còn mình lại tiễn con đi. Tủi thân, tội nghiệp cho ổng. Các bạn thính giả thân mến, Tết của những đứa con xa quê đơn giản chỉ là được trở về. Trở về để nhận ra mình thật may mắn khi những người thương yêu vẫn còn bên mình. Trong lòng vui ghê, ngồi trong gió ngó ra phố. Đường về quê thấy ôi hoa toàn là hoa, một năm mới đang về. Thấy vui trong lòng giáng xuân mơ mộng, cánh chim bay về tổ ấm. Tết nay con lại đến bên cha mẹ, cánh hoa mai nở sau hè. Về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với tuổi thơ. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, đường về với gia đình. Trời nóng vậy ăn kem đúng là sướng nhất ha. Ừ. Anh nói nghe nè. Ừ? Ngày mai nhà đượm nấu bánh chưng á, qua bên đó chơi nha. Ủa sao lại có bánh chưng? Là ba má đượm nói bình thường nấu bánh tét rồi, bây giờ nấu bánh chưng cho mới lạ. Ừ. Gì vậy? Dù gì vậy? Đượm coi Kiệm có nhìn lộn không? Ủa Lý, anh Cần, anh Cần qua đây có chuyện gì không vậy? À, anh Cần, chuyện gì nói đi. Anh Cần à, anh đừng có buồn nha. Gì? Anh làm gì bị buồn? Thôi mà, anh đừng có gồng nữa, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Tại vì theo như sự lý giải có lý của em thì mình buồn, mình cứ nói mình buồn. Thậm chí nếu mình muốn, mình cứ việc khóc lóc, giật giả hay lăn lóc ở ngoài đường cũng được. Màn đất ơi, em đang nói gì vậy Lý? Người ta bỏ anh đi là người ta không biết quý, không biết trân trọng anh. Còn em sẽ rất quý, rất trân trọng anh. Anh Cần à. Lý à. Dạ em nghe. Thật sự thì anh chỉ coi Lý giống như em gái của anh thôi à. Anh anh có thể nói một câu khác được không? Tại vì theo như sự lý giải có lý của em thì cái câu này nghe không có lật lỗ tai. Mày đó coi. Hai ơi, gì vậy Út? Cái gì mà chạy dữ vậy hả? Vụ gì? Cho em thở. Từ từ thở đi nói. Vụ gì? Lên đồ, mau lên đồ đi. Gì? Tự nhiên lên đồ gì? Mệt quá, hỏi nhiều quá. Đi đi biết. Ê! Hả? Ừ.
Bà làm sao vậy? Sao đâu. Nhớ con gái phải không? Tôi dở quá ông ơi. Nếu hôm qua mà tôi cứ giả là tôi bệnh đi thì biết đâu là nó ở lợi. Bà này nói gì kỳ. Sao giờ tôi hối hận quá. Hối hận thiệt á. Trời ơi, tôi biết vậy đó. Tôi đừng có sắp xếp cho nó đi. Còn cái nó công việc của nó ở bên đó, nó về nó sắp xếp, rồi sau rồi nó ổn định, nó rảnh rỗi, nó về cái gì thăm mình chứ gì đâu bà. Trời ơi, biết chừng nào nó mới sắp xếp, nó về đó ông. Con mình hồi đó giờ nó có nói dối mình hồi nào đâu bà. Nó về là nó về. Phải đó má. Cô... Ở nhà con không có đi nữa hả? Con ra tới sân bay con mới sực nhớ là còn nhiều chuyện con chưa làm quá. Con chưa được ăn thịt kho hộp vịt, chưa được ăn canh khổ qua mà má nấu. Chú đã chuẩn bị bao lì xì rất là nhiều. Mấy bữa nay cứ mong mùng 1 Tết để lì xì cho mấy đứa nhỏ. Và nhận được bao lì xì của cha chú. Con cũng muốn được nhận bao lì xì của thế má. Con muốn ở nhà ăn Tết với tía má. Tía má thương hài không thương con hả? Tôi giỏi con... này. Vô đi hai. Dì Út. Cái gì vậy? Sao tụi bắt anh mặc ghê vậy nè? Ê! Ê! Cái gì vậy? Rượu mà. Thằng này. Dì Út. Ê! Mày trò cho hai có vợ chứ làm gì? Ngồi yên đi. Đó. Rồi, cầm lấy. Hai ơi, mau lên hai. Mau lên. Ủa? Trời ơi, sao tự nhiên kéo hai ra đây làm chi vậy? Trời ơi, bây giờ gấp lắm rồi. Chỉ có một mình hai mới cứu được anh Cần thôi à. Là sao? Thì từ lúc hai đi á, anh ôm chai rượu ra bờ sông uống miết tới giờ luôn. Nè, hai tới đây nè. Hai nhìn đi. Anh Cần. Lê ơi, sao bơi nóng người lên vậy? Lạnh sống rồi. Anh Cần à, sao tự nhiên anh ngồi đây uống rượu vậy? Anh Thắm à? Anh có chuyện muốn nói với em à. Thôi, em thấy là anh say rồi đó. Không, anh chưa có say gì hết đó. Như đây nhầm nhòi gì mà say được. Thắm à, ngày hôm nay nhất định anh phải nói với em. Thôi, có chuyện gì về nhà trước đã. Không, ngày hôm nay là nhất định anh phải nói cho bằng được. Ngày hôm nay anh sẽ lấy hết can đảm của anh để mà anh thổ lộ với em Thắm à. Thắm,
Ủa sao hôm nay mặt em nhám dữ vậy Thắm? Gì sao? Ê, cái gì? Cho con cái lẩu với một canh rượu đế. Trời đất ơi, tự nhiên cái mua lẩu với một canh rượu đế, ai nhậu? Nhà con hồi xưa giờ có ai nhậu nhẹt gì đâu. Con nhậu. Trời ơi, con gái con đứa mày đặt đi nhậu làm như vậy.